Bây giờ mấy anh em đi ra xe. Các bác nào mà có nhu cầu về cặp loa G4000 thì cứ liên hệ với đội ngũ Zikam doanh số nhé, địa chỉ đây ạ. 133 4 chữ âm nhé. Ok, cảm ơn các bác và anh em nhé. Sơ chậm xuống cực sâu. Đây là mét thì trình diễn quá tốt, ngọt ngào. Và anh đang ngồi phía sau đang thưởng thức. Giờ này hai chục trong giảm viên thì bao nhiêu? Đẹp rất là cẩn thận, kỹ cho bác khách. G4000 quá xịn sò, giúp monster nghe tiếng rất tí tách, rất sạch, rất chi tiết. Đẹp thêm một mic nữa, hai karaoke luôn trên combo loa G4000. Thêm con mic 321 nữa, 321. Ở đây là MS này, Submonter đây, thì đây là đủ bộ karaoke thì rất là chuyên nghiệp, rất là tốt rồi ạ.
Đó, bây giờ chúng ta cùng đeo tai nghe để cảm nhận một đoạn nhạc karaoke. Ha. Đó. À, với G4000 thì được nâng cấp hệ thống loa chung nghe tiếng rất là sáng. Rất là sáng. Ở bên em cũng đang đóng hàng cho các khách khi mà trải nghiệm thực tế thì với cặp loa G4000 Submonter và một bộ mic K31 và đẩy D50S. Đó, bên em cũng đang đóng rất là cẩn thận. Xe bên anh đang đỗ ngoài đường kìa. Em sẽ đóng xong bên em sẽ mở sẽ bê ra gửi lên xe cho anh. G4000 đây ạ. À, Submonter nữa nhé, Submonter đây, cực đẹp luôn, bát 30. Rất là cảm ơn các khách nhé.